Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Augustino là quan thầy của các bạn trẻ, giới trẻ của giáo xứ Hoàng Xá. Và ngày hôm qua giáo hội mừng kính Thánh nữ Monica là người mẹ của Thánh Augustino và các hội gia mẫu của chúng ta cũng nhận. Hai mẹ con hôm nay mừng một ngày, đúng là một gia đình đoàn kết, gia đình đoàn tụ. Không chỉ là hai vị thánh của chúng ta hiệp nhất nên một, nhưng trong cộng đoàn của chúng ta, hai đoàn thể mà toàn thể giáo xứ của chúng ta hiệp nhất nên một, đó là một niềm mừng vui của giáo xứ, mừng vui của giáo hội chúng ta. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, khi chúng ta mừng kính vị thánh quan thầy của chúng ta thì rất nhiều điều đặt ra cho mỗi người chúng ta. Nhưng dựa vào tin mừng ngày hôm nay, con xin chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt hai hội ngày hôm nay. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, ai cũng phải học, và học rất nhiều điều. Học ăn, học nói, học gói, học mở, học cả chữ, học nghề, học cách sống. Và đôi khi chúng ta cũng phải học cả cách chết của chúng ta nữa, để đem lại cái giá trị cho cuộc đời của chúng ta. Bên cạnh đó, khi chúng ta học thì phải có những người dạy dỗ, hướng dẫn, đồng hành với chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, trong lịch sử của nhân loại chúng ta, có nhiều những vị thầy thật là tuyệt vời, đã để lại cho nhân loại những kiệt tác, để lại cho nhân loại những cái giá trị mà đem lại cho nhân loại chúng ta sự phát triển, và đời sống của chúng ta được hạnh phúc, được bình an và nhiều những ơn lành khác. Như vậy thì trong cuộc đời của chúng ta trải qua biết bao nhiêu những vị đó, biết bao những vị đó, ví dụ như là thời cổ đại có những vị là bên Hy Lạp như là Plato, Socrates, Aristotle là những vị mà đã để lại cho nhân loại cả một kho tàng triết học. Rồi bên Đông Phương của chúng ta thì có Đức Phật, có Khổng Tử, Lão Tử, hay là kể cả Mohammed. Những vị thầy đã để lại cho triết Đông của chúng ta biết bao nhiêu giá trị mà truyền thống Á Đông của chúng ta thường đón nhận được những ơn đó. Bên cạnh giáo hội chúng ta có rất nhiều vị thầy, ví dụ như Thánh Thomas Aquino hay là Thánh Augustino. Thánh Augustino chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Có đặt ra rất nhiều vị thầy như vậy, hay trong giáo xứ chúng ta thường rất là tôn trọng các thầy, các sơ, đặc biệt là các cha. Mà trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại nói: anh em đừng gọi ai dưới đất là thầy. Thế mà trong cộng đoàn chúng ta thì ai cũng gọi các thầy, như trong ngày chúng ta thường tôn kính các thầy của chúng ta: nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tôn sư trọng đạo. Đấy là cái đạo hiếu bình thường của con người chúng ta. Hay ngày Tết thì chúng ta thường mừng mùng 1 Tết Cha, mùng 3 Tết Thầy. Thế mà tin mừng Chúa Giêsu ngày nay lại đặt ra chúng ta: đừng gọi ai dưới đất này là thầy, đừng gọi ai dưới đất này là cha. Vậy thì chúng ta thường gọi các cha, các thầy, như chúng con đây cũng được cộng đoàn chúng ta gọi là cha. Vậy thì Chúa bảo là đừng gọi mọi người là thầy, là cha, thế mà mỗi người chúng ta lại gọi. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào, thưa cộng đoàn? Khi đoạn tin mừng ngày hôm nay, trước đó Chúa Giêsu đã chê trách những người biệt phái và Pha-ri-siêu. Họ luôn luôn được muốn ngồi chỗ nhất, họ luôn luôn được mọi người được gọi là thầy. Nên là Chúa Giêsu đã lên án những người đó, lên án những người mà muốn được người khác được gọi là thầy. Nhưng để như vậy thì chúng ta cũng chưa hiểu được, như trong tin mừng, hay là nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh thì người Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam chỉ dùng một từ thầy, nhưng ngôn ngữ Hy Lạp thì họ dùng có ba từ để phân biệt.
Rabbi nghĩa là thầy dạy về tôn giáo, là những người đi truyền đạo, giới thiệu về luật, giới thiệu về những giá trị tôn giáo cho mọi người. Đấy là gọi là Rabbi. Thứ hai là Didaskalos, nghĩa là thầy dạy kiến thức bình thường. Những người thầy cô dạy kiến thức ở ngoài xã hội thì người ta gọi là Didaskalos, cũng là thầy. Thứ ba là Epitata, nghĩa là bề trên, người có quyền trên mình. Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đừng gọi ai là bề trên, là người có quyền trên đời sống của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta điều đấy, không được gọi họ là như vậy. Chỉ có một Chúa, chỉ có một Thầy, chỉ có một Đức Giêsu là đứng có quyền trên mọi loài, mọi người trong cộng đoàn chúng ta. Hiểu như vậy thì mỗi người chúng ta thấy được tin mừng của Chúa mời gọi ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói đừng gọi ai dưới đất này là thầy, đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì người thầy, người cha đấy là đứng có quyền trên cuộc đời, trên đời sống của chúng ta. Vậy thì trên quyền trong cuộc đời đấy thì chỉ có một mình Chúa Giêsu, một mình Thiên Chúa thôi, thưa cộng đoàn. Bên cạnh đó chúng ta thấy ngay các cha, các thầy hay là những người khác được Chúa Giêsu, được Thiên Chúa mời gọi là được cộng tác với Chúa trong mọi việc phục vụ, hay là được kết hợp với Chúa Giêsu khi phục vụ giáo hội. Nên là cái việc là Chúa Giêsu mới là vị thầy viên mãn, vị thầy cao trọng nhất, còn giám mục, linh mục hay mọi người chúng ta chỉ là những người được cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành, giáo dục, giáo dục con cái. Như người cha, người mẹ trong cộng đoàn chúng ta đây cũng chỉ là những người cộng tác với Thiên Chúa để sinh ra con người, sinh ra những người con. Đấy là trong giáo lý hôn nhân chúng ta thường nói. Nhiều người bạn trẻ học giáo lý ngoài xã hội họ bảo là tại sao cha mẹ tôi chỉ là những người cộng tác với Chúa trong việc sinh sản con cái? Không thể như vậy được, cha mẹ tôi sinh ra tôi hẳn hoi, tại sao nói như vậy được? Thưa cộng đoàn, ngôn ngữ Việt Nam có nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cha mẹ chỉ sinh ra chúng ta cái thân xác con người của chúng ta thôi, nhưng mà ông trời là tạo hóa, là Thiên Chúa mới sinh ra chúng ta cái tính tình, tính nết, hay là nơi cộng đoàn chúng ta gọi là linh hồn. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa để sinh ra con cái, thì các cha, các linh mục, các giám mục cũng chỉ là những người được cộng tác với Thiên Chúa để sinh ra cộng đoàn, được hướng dẫn cộng đoàn về đời sống tâm linh, về đời sống thiêng liêng. Chia sẻ như vậy để cộng đoàn chúng ta thấy được cái giá trị trong tin mừng ngày hôm nay. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng, tín thác vào Chúa, mà chỉ có một Chúa là Thầy, chỉ có một Chúa là Cha duy nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng kính hai vị thánh đặc biệt của chúng ta. Đầu tiên là người con mà hôm nay giáo hội mừng kính, là Thánh Augustino. Đấng mà là loan báo về Ngài, chính Thánh Augustino đã tìm hiểu, đã nghiên cứu về chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng mà cái khôn ngoan, cái hiểu biết của Thánh Augustino cũng chỉ là khả năng của con người, khả năng của một con người thôi, nên là không thể tìm hiểu hết, không thể là đón nhận hết được những ơn lành của Thiên Chúa. Nhưng cha thực tế hôm nay mời gọi chúng ta thấy cái giá trị của một người con được trở về với Chúa không chỉ ở nơi người con phải cố gắng, nhưng bên cạnh đó chính là những người mẹ, là người thầy của mình đồng hành hướng dẫn. Không chỉ sinh ra Thánh Augustino mà chính mẹ của Ngài đã nhận lấy Chúa, ơn của Chúa để trao ban cho vị Thánh Augustino, để khi trở về, nếu hôm qua chúng ta đọc tin mừng và thánh về Thánh Monica, thì tin mừng của một người phụ nữ ở thành Naim bị chết con, và Chúa Giêsu đã làm phép lạ để cho người con đấy được sống lại, và Chúa Giêsu đã trao người con lại cho người mẹ của mình. Thì chính Thánh Augustino là một người con chơi bời,
là một người con sống thật là bê bối, nhưng mà khi được sự quan tâm, yêu thương và đặc biệt là nơi bà Thánh Monica, một người mẹ đã pha trộn cuộc đời của mình vào người chồng, người con của mình, để rồi một cách nào đó xin ơn của Chúa biến đổi những người mà người mẹ đó đã pha trộn cuộc đời của mình vào. Người chồng thì thật là bê bối, nhưng mà chính Thánh Monica đã đồng hành, đã yêu thương, đã chịu lụy Ngài một cách khiêm tốn, để rồi chính cuộc đời của Thánh Monica, cuối cuộc đời của người chồng đã trở về với Thiên Chúa. Vị Thánh Monica thật là hoan hỷ, thật là vui mừng vì bao nhiêu nỗi khổ cuộc đời của Ngài đã được Chúa thương đón nhận, là cho người chồng đã được rửa tội trở về với Chúa. Và đặc biệt Thánh Augustino, người con của mẹ, là một con người rất là khôn ngoan, là một con người rất là giỏi giang về mặt tri thức. Thánh Augustino được gọi là một nhà có tài hùng biện, rồi tài về tu từ, tài về triết học, rất là nhiều cuốn sách Ngài để lại cho giáo hội. Nhưng một con người đấy thời còn trẻ thì rất là bê bối, nhưng một tình thương của người mẹ đã đồng hành, đã cầu nguyện, và tình thương của Thiên Chúa đã qua người mẹ đấy đã cho Augustino trở về với Thiên Chúa. Áp dụng trong đời sống của mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ và hội gia mẫu, khi chúng ta nhận hai vị thánh của chúng ta làm quan thầy như Thánh Monica, chúng ta cảm nhận thấy nơi Thánh Monica một niềm tin thật mạnh mẽ, cho dù người con có thế nào, người chồng có tội lỗi, nhưng một niềm tín thác vào Thiên Chúa, để rồi chính Chúa đã thương, nâng đỡ và biến đổi, trao lại cho Thánh nữ Monica người chồng, trao lại cho Thánh nữ Monica một người con. Đó là một niềm tin thật sắt đá. Như trong cộng đoàn chúng ta thấy đây, nơi cộng đoàn giáo xứ Hoàng Xá chúng ta ngày hôm nay chiêm ngưỡng, con về đây con nhìn thấy trên gian cung thánh này một tòa thật uy nghi, thật đẹp đẽ. Vì sao vậy thưa cộng đoàn? Vì niềm tin của giáo xứ chúng ta, vì mà chúng ta đã tôn thờ một Thiên Chúa, và chính chỉ có Ngài làm chủ trên cuộc đời của chúng ta, chỉ có Chúa là thầy của chúng ta, vì Ngài có quyền trên chúng ta, nên chúng ta đã tôn thờ Ngài. Nên là chúng ta tôn thờ, chúng ta tin mến Ngài, yêu mến Ngài. Nên cộng đoàn chúng ta cho dù vất vả, gánh nặng, tiền bạc không có, nhưng mà đôi khi cũng tích góp ra từng đồng mồ hôi vất vả một ngày, lao lực nhưng cố gắng chất góp ra để dâng cho Chúa một cái tòa đẹp như vậy. Đây là một niềm tin được tỏ lộ ra nơi cộng đoàn chúng ta. Đấy là một niềm tự hào cho cộng đoàn, tự hào cho giáo hội, cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta nhìn vào gương của bà Thánh Monica, để chúng ta cũng sống cái niềm tin đấy được lan tỏa cho đời sống của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta, các bạn trẻ thân mến, mỗi khi chúng ta mừng kính vị thánh của chúng ta đây, thì chúng ta phải tin tưởng phó thác. Bên cạnh đó, chúng ta phải học hỏi gương sáng của Ngài. Khi Ngài viết trong cuốn Tự Thuật, Ngài nói: lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá muộn màng. Nên là khi Ngài đã trở về với Chúa, Ngài đã hết lòng, hết lực và sống tuyệt vời với Thiên Chúa. Khi Thánh Monica và người cha của mình, của Thánh Augustino đã chết, thì Thánh nhân đã trở lại quê hương, bán tất cả tài sản để làm bác ái cho người khác. Thưa các bạn trẻ, các bạn đã nhận Thánh Augustino làm quan thầy, thì chúng ta một cách nào đó, chúng ta phải học hỏi nơi trí thức của Ngài, học hỏi nơi sự tín thác. Khi chúng ta biết được ơn của Chúa, chúng ta phải một học hỏi nơi sự tín thác, và đặc biệt học hỏi nơi Ngài sự bác ái, yêu thương, và dám nhận cái lỗi lầm của mình. Ngài đã tường thuật lại tất cả những tội lỗi của Ngài, đã có con riêng, đã yêu đương như thế nào, đã ăn trộm như thế nào, ở trong cuốn sách Tự Thuật đấy.
Cầu chúc cho các bạn trẻ mỗi khi chúng ta làm điều gì lỗi lầm trước Chúa, trước anh em, trước đồng loại, chúng ta hãy biết nhận lỗi của mình, để mỗi khi chúng ta nhận lỗi đấy là chúng ta đang sống theo gương người thầy của chúng ta. Cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta, nhất là mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, mỗi khi mừng lễ thánh này thánh kia, chúng ta học hỏi được đời sống tinh thần nào đó để giúp cho đời sống của chúng ta mỗi ngày có nhiều cái giá trị hơn. Và đặc biệt trong giáo xứ chúng ta có 2 người mẹ và 10 con mừng quan thầy ngày hôm nay, đón nhận được nhiều ơn lành của 2 vị thánh qua lời cầu bầu của 2 vị thánh, để xin Chúa chúc lành, ban bình an và tẩy trừ trong đời sống của chúng ta những yếu đuối, những tội lỗi, và đặc biệt trong đời sống của chúng ta, để chúng ta biết đem ơn lành của Chúa đến cho mọi người. Amen.